Nhập từ khóa AI trên công cụ tìm kiếm Google, người dùng sẽ nhận được 18,5 tỷ kết quả chỉ trong 0,35 giây. Con số này không chỉ thể hiện sự quan tâm của người dân tới lĩnh vực AI, mà còn cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ từ lý thuyết sang thực tiễn của AI. Từ phòng nghiên cứu, AI đã bước vào thế giới thực và hòa nhập sâu rộng vào đời sống hàng ngày của mọi người. Với công nghệ AI nó khác biệt, có một khác biệt rất lớn so với các cái công nghệ disruptive, tức là các công nghệ thay đổi trước đây. Đó là AI nó cạnh tranh trực tiếp với cái trí tuệ của con người. Thế đấy là cái sự khác biệt rất là lớn. Thế thì do đó nên là cái tầm ảnh hưởng của nó và khả năng ảnh hưởng nó là lớn hơn rất nhiều so với những cái thứ trước đây. Chỉ mất khoảng 30 giây, ChatGPT đã hoàn thành xong một đoạn quảng cáo sản phẩm, điều mà không một nhân sự nào có thể thực hiện được. Và dĩ nhiên, lượng công việc mà những nhân viên này có thể hoàn thành trong một tháng đã bùng nổ. Trước đây khi để viết một cái bài PR ấy, thì sẽ mất khá là nhiều thời gian, bởi vì mình cần phải tối ưu hóa cái nội dung đó và nó cần phải phù hợp với cái đối tượng khách hàng của mình nữa. Nhưng sau khi có ChatGPT ấy, thì mình có thể sửa trực tiếp trên cái nội dung mà ChatGPT đưa ra, và từ đó thì mình có thể tối ưu hóa nó dựa trên cái văn phong của mình, dựa trên cái tệp khách hàng mà mình hiểu rõ nhất, thì cái khoảng thời gian nó tiết kiệm được khá là nhiều và hiệu quả đem lại cũng tối ưu hơn. Dùng ChatGPT thì có thể giúp đỡ cho cái team marketing thực hiện tiết kiệm được khoảng 50% thời gian làm việc, bởi vì ứng dụng đã tổng hợp và nghiên cứu ra dữ liệu. Đấy. Còn về phần năng suất lao động thì các bạn cũng đã tăng trưởng khoảng 20-30% là vì nhờ cái nguồn dữ liệu cũng như là cái thông tin mà ChatGPT cung cấp. Đối với doanh nghiệp ấy, thì cái việc này nó rất là quan trọng. Nó sẽ giúp cho tăng cái hiệu suất lao động của các cái nhân sự và giảm thiểu được cái chi phí về nguồn nhân lực. AI đã và đang thay đổi cách thức chúng ta sống, thay đổi cách thức chúng ta làm việc. Từ những việc nhỏ nhất đến những công việc đòi hỏi độ chính xác gần như là tuyệt đối như y tế. Tại Việt Nam, một dự án nghiên cứu có tên Kết quả bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong nội soi tiêu hóa tại Việt Nam đã được hoàn thành. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Việt Hằng, Phó giám đốc Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chủ nhiệm dự án cho biết, việc ứng dụng AI trong nội soi tiêu hóa đã giúp nâng cao tỷ lệ phát hiện polyp và ung thư đại tràng lên tới 90%. Phần mềm AI đó có thể được tích hợp vào ngay trong hệ thống máy nội soi, hoặc có thể là một cái hệ thống phần cứng riêng nối với máy nội soi. Nhưng mà khi mà bác sĩ chúng tôi tiến hành nội soi thì chúng tôi đồng thời có một màn hình song song nhìn vào đó, và AI sẽ báo khi mà có các cái tổn thương. Thì khi đó cái người trợ thủ là AI sẽ phát các cái tín hiệu thông báo ở trên màn hình, chỉ vào một cái khung hình là đây là cái tổn thương nghi ngờ, bác sĩ cần phải quan sát lại. Thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái thông điệp nhắc nhở như vậy và bác sĩ có thể quan sát kỹ hơn. Thì như vậy sẽ tăng cái tỷ lệ mà phát hiện tổn thương, giảm thiểu cái khả năng mà sai sót, bỏ sót tổn thương. Và rõ ràng là nếu như chúng ta có thể phát hiện được polyp đại tràng khi mà nó ở kích thước bé, cắt được qua nội soi, thì chúng ta sẽ dự phòng được cái nguy cơ nó tiến triển thành ung thư đại tràng. Và đâu đó nó cũng sẽ giúp cho hệ thống y tế tiết kiệm được cái thời gian cũng như là cái chi phí trong việc quản lý và theo dõi cho người bệnh. Sự bùng nổ của AI cũng đặt ra một bài toán đối với con người, đó là việc phải học cách sử dụng AI, tận dụng AI để phát triển. Có lẽ tôi là người đầu tiên ở Việt Nam đưa ra khái niệm gọi là consent, oxin đấy ạ. Vâng, tôi nói rằng chúng ta, và đặc biệt các bạn trẻ Gen Z, phải làm sao tất cả các ứng dụng về trí tuệ nhân tạo đã có và sẽ có phải trở thành consent của chúng ta, tức là để phục vụ chúng ta, để làm cho chúng ta thông minh hơn, chúng ta sáng tạo hơn, chúng ta giỏi giang hơn. Chúng ta cố gắng khi biết đến những sức mạnh của ChatGPT và các nền tảng tương tự, thì chúng ta đừng cố gắng để nhớ thật nhiều. Chúng ta cũng đừng cố gắng để tính thật nhanh. Bởi vì những điều đấy, ChatGPT mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng chúng ta hãy giữ cho chúng ta những điều mà đến ngày hôm nay, ví dụ như ChatGPT chưa làm được. Đấy là sự sáng tạo, sự tò mò, những điều mà chúng ta có thể sử dụng được năng lực của chúng.